Rồi cây kiển nhà vườn Thành Mười xin mến chào bà con anh chị em cây cảnh cây kiển trên cả nước ha. Hôm nay thì mình cũng có về một số phôi cây thập cẩm nha bà con. Đủ loại hết như cũng cũng nhiều và nhiều loại cây lắm. Địa chỉ mình là ở ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại mình là 0794341604. Cũng là Zalo luôn nha bà con. Bà con xem clip thấy cây nào hợp nhãn thì điện cho mình ủng hộ mình cảm ơn. Rồi mình xin phép vô cây số 1. Số 1 là một cây linh sam sông Hinh nha bà con. Đó, cái nội đế này đặc biệt lắm nha bà con, ít hiếm hiếm thấy cái nội đế này lắm nha bà con, ta trồng trong cái chậu tròn vo luôn, ruộng một cục đế luôn. Đó, rất đẹp, cây trực bay đẹp lắm. Số cho hoành thân trước đi. Đây hoành thân nó là 31 bà con ơi. 31. Bay ra đi, bay ra nó là 33. Đó, đo cái hoành cũ coi, cái hoành cũ coi, hoành cũ đây nè, hoành cũ đây là 42. Đó, hoành cũ đế là 42. Đó, hoành hoành đế nha bà con, hoành đế đóng nha. Đập sạch luôn, cứng luôn. Rồi, hoành đế nó là 62. 63 luôn, tính 62 thôi, đó, quá cỡ rồi bà đế, cục đế luôn. Đó. Rồi, đây cây này là xin linh sam sông Hinh nha bà con. À, cái đưa đo cái đường kính bầu, cứ quên đo đường kính bầu luôn, đường kính bầu là nó 29. Cái này bà con trồng rất gọn cho 30 đi. Đó, cây này rất đẹp nha bà con. Rồi cây số 1 có giá là 1 triệu 800 ngàn bà con ơi. Cây này khó tìm lắm nha bà con. 1 triệu 800 ngàn. Rồi cái số 2 là cây mai luôn, cây mai này đổ bay cũng được bà con, tùy ý thích nha, muốn chơi đổ thì trồng gì đây là đổ. Đó, một cái co rất là đẹp bà con ơi, cái co này rất là gắt nha, cái co này đẹp lắm nha. Đó, cây đẹp quá đẹp luôn, đế đều gan luôn, rồi thông số luôn. Đây hoành thân đi đi 21 nha bà con, 21 đó. Chẳng đo cái cũ luôn, cũ đặt nha bà con. Đó, cũ đặt nó là 38. Đó, đặt sạch luôn 38. Đó, bay ra nha bà con, rất là gần nha, ngắn nha, 37 à, 37. Đường kính bầu nó là 28. Tổng bệ đế luôn, gọn the, ghế đế nó là 49. Rồi cây mai mã số 2 có giá là 1 triệu 900 ngàn bà con ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi đây là một cây mà khế gân nha bà con. Bà con về bà con vô dây là chơi nha. Đó bây giờ cây nó ta giật chỉnh sửa hết rồi đó, có chi cành đủ hết rồi đó. Cây hình thú nha bà con, cây thú nha, dáng thú nha. Đó. Thiệt là đẹp bà con ơi, cây khế gân nha. Chiều cao. Chiều cao lên tới đây đi, nó 44. Tán ngang nó là 45. Đó, hoành thân là nó 26, gần 26, gần 27 mà tính 26 đi. Đó, đo cái mình của con thú ơi, cái mình của con thú là dài 25 mà con ơi. Đường kính bầu nó là 38, chiều dài. Đó, cây khế gân. Cây khế gân mã số 3 có giá là 2 triệu 300 ngàn bà con ơi, 2 triệu 300 ngàn. Rồi cây số 3. Rồi cây số 4.
Số 4 là cũng là cây khế gân luôn. Đó, cây này cũng đẹp nha bà con, cây này dáng bay dáng đổ gì đây nè, nó cái co nó rất là đẹp nha, nó giọng co lắc luôn. Đó. Rồi mình cho cái chiều 3 ấy trước gì là nó 52. Chiều bay nó là 52. Rồi có chút xíu mà 52. 27. Đó. Hoành thân thì nó nhỏ nha bà con. Hoành thân cho đo chỗ này đi. Là nó 20. Yếu một chút. Đó. Nhưng mà cái củ này nó lớn lắm nha bà con. Củ bệ nè, củ đặc nè. Nè nó 46 tính 45 đi. Đây. Củ quá mạng luôn. Rồi đường kính bầu. Đường kính bầu nó là 35. Đâu 32. 233 gì à. Đó, nguyên một củ đặc luôn nè. Sệt đế cộng lực lực không. Rồi cây khế gân. Cây khế gân mã số 4 có giá là 1.300.000. 1.300.000. Rồi xuống. Cây này không biết sao mà dịnh. Đây là cây cơm nguội nha bà con. Cơm nguội này là cơm nguội trái trắng nha, cơm nguội á, cây cơm nguội đó nó dáng đẹp lắm nha bà con, cây này đẹp nha. Đó, cây này cũng khéo lắm nha. Rồi cái chiều dài đi, chiều dài của nó là nó 45. Chiều cao nó là 32. Hoành thân nó là 42. Đó, cây này đẹp nha bà con. Đó, cây này rất là đẹp. Rồi cây mã số 5 có giá là 800.000 bà con ơi. 800.000 cây, một cây cung nguội rất là đẹp. Cây này trái trắng nha bà con. Rồi cây đây là cũng cây cung nguội trái trắng luôn nha bà con. Đó, dáng bay đẹp lắm bà con ơi. Cây này cũng to lắm nha, bự lắm nha. Bà con nào nuôi hốt nguyên bầy này về lựa, mình lựa cây đẹp đẹp khéo khéo không. Chiều chiều dài nó là 49. Chiều bay. Có cây bự, cây cốt chủ nó bự đi. Nó là 22. Đó, nhưng mà cái củ này nó bự lắm, đo không có được bà con ơi, để đo cái đường kính cái bộ cái củ này thôi. Cái củ này là đường kính, đường kính nó là được 10, chỗ này là được 19 nè. Đó, chứ đo không được, nó nằm mẹp một cục chà bá nè, để cái tay lên nè. Đó, đó cái tay nó chi nhê chứ. Đó, một gan tay. Rồi cây này mã số 6 có giá là 800.000 luôn. 800 luôn. Rồi xuống luôn. Rồi mã số 10. Quên. Chưa cho mã số 10 rồi. Mã số 7. Quên nữa. Mã số 7 cũng cây cung nguội trái trắng nha bà con. Đó, cây này cũng đẹp nè. Con ơi, có chi cành 1, 2, 3, 4 hết đó bà con ơi. Đó. Chiều cao 33. Cái mình thôi này có cái đường kính bầu đi là 38. Thôi hoành thân đi. Hoành thân nó là 48. Đây nha bà con, đây có cái sẹo này, có cái lỗ chỗ này mình chám keo lên rồi nha bà con. Đây chám keo lên nữa, nó bằng ngón tay nè bà con ơi, đó bằng ngón tay cái nè. Đó. Hoành thân là 48. Rồi cây này có giá là 1.500.000 đồng. Đó, cây này là cơm ngũ trái trắng nha bà con, 1.500.000. Rồi bữa nữa. Rồi cây này là cơm nguội này, cơm nguội, cây cơm nguội đấy nha bà con. Mà cây cơm nguội này là nó đặc biệt, có một cái là cây cơm nguội này nó trái đỏ, bông trái chùm nha bà con. Trái chín màu tím mà trái chùm nó, cây này là hiếm lắm nha bà con. Cơm nguội trái tím này là hiếm lắm.
cây bê lớn vậy là nó lớn dữ lắm rồi đó, là nó không có cái cây lớn, nó là dạng như dây đó. Cây cơm nguội trái tím nha bà con, trái chùm, còn kia là trái trắng. Đây chiều cao là 50 bà con ơi, cây này thiệt là đẹp nha bà con, cho 50. Chiều bay ra tới đây đi làm 43 42 tính 40 đi đó. Hoành thân, hoành thân vị trí này nó là 35 nha bà con, 35. Rồi cây này rất hiếm, mà cây này là nó lớn lắm nha bà con. Cây này trái tím nha bà, trái chùm nha, côm nguội luôn, trái tím trái chùm chính là nó tím nghiệm, mà ăn mấy cái cây này ăn trái được nha bà con. Rồi cây côm nguội này giá là 1.800.000. Cây này bơi lớn là nó bự dữ lắm, lớn dữ lắm rồi đó bà con ơi, 1.800.000. Rồi cây số 8, dời được chưa? Dời lên đây đi thôi. Không được, kéo ra mới được, kéo ra vô nó dính cái phòng nữa sao được. Rồi sao dướng mấy cái này, sao nó đứng nó quay ta? Cây này quay mỗi lần quay chần ai. Rồi cây số 9 là cây mai vàng nha bà con. Cây mai vàng bà con ơi, bộ đế này là khủng lắm nha bà con. Đó, mình tính để nuôi, mình cắt cái thân quá nó lùng vậy chứ nữa, mà ghép cái đọt lại, chỉnh cái đọt lại, lắc lại đẹp. Cây số 10 phải không? Cây số 9. Đo cái chiều cao đi. Chiều cao tới đây nó là cái thân nó là 38. Xuống tới đây luôn đó là 56. Đó. Rồi 42. Đường hoành thân là 42. Bầu nhiêu là đế nhiêu nha bà con. Rồi cái bầu đế này 200 đó bà con ơi. Đó, đế đặt kẹo hết trơn nè, không có thi trống chỗ nào hết trơn đó bà con coi đi. Rồi cây số 9, cây mai vàng này có giá là 7.500.000. Rồi xuống nè, xuống này. Cây này rồi cây số 10, cây số 10 là cây mãng cầu vàng nha bà con. Mãng cầu vàng là miền ngoài kêu là mãng cầu vàng đó, miền Nam thì kêu bằng cây bình bát nha bà con. Cây này giao lưu ghẻ ghẻ cho đi luôn, cho gọi đi. Chiều cao, chiều cao nó là 51 bà con ơi. Tổng hoành nha bà con, tổng hoành nguyên cái bệ nó luôn đi là gần 150 đó bà con ơi, 147 đó, thân chủ rồi. Nó chả, lại kia, rồi nó 230. Rồi cây mãng cầu vàng này có giá là giao lưu chứ bà con, là giá là 900.000. Rồi cho nó đi luôn đi, cây trà bá nó ôm một ôm nè, nó ôm ôm không hết nữa nè, nó một ôm nè. Đó, 900.000 thôi. Vì bà con ghép mãng cầu mình, cầu ta mình vô nha bà con. Rồi 900. Tới chưa, tới cây này chưa? Rồi cây này cây khế gân nha bà con, mã số 10.
11 hả? Nãy cây số 10 hả? 11, cây số 11 là cây kế gân nha bà con. Tổng chiều cao là 49. Cành phóng ra là 35. Hoành thân là 36. Gần 37 này, tính 36 thôi. Đó. Đường kính bầu là 44. 43. Đó, mình để nhiêu là bầu nhiêu nha bà con. Rồi 145. Rồi khế gân mã số 11. Rễ chà bá luôn đó, rễ bành bành to lắm. Rồi cây số 11 có giá là 2.500.000. Đây, số điện thoại giao lưu là 0794341604. Địa chỉ mình là ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một cây ngâu nha bà con. Đó, một cây ngâu. Cây nào ngâu này ông chủ nhà ông trồng là hồi giải phóng tới giờ đó bà con ơi. Đó, ông sửa cây chi quay nhạo hết trơn rồi đó. Đó. Quay nhạo hết trơn luôn. Cây này cây kiển cổ luôn đó nè bà con, tính là năm cái chớp là quýnh ngũ phúc nha. Chơi ngũ phúc nha bà con. Rồi cây này là cây số 12. Hoành thân nha bà con. Hoành thân nó là 59. Đó. Chết rồi, mình mắc cái rễ này không phải. 58 à. 58. Nó xích lên trên cho bà con tham khảo đi. Hai bên vị trí đi, cái này là 47. Đo cái chi cành số 1 coi nó cổ lắm rồi nha bà con, là nó được 13. Chưa đo chiều cao hết ta. Chiều cao nó là 80. Rồi cái này là cây ngâu nha bà con, ngâu bông vàng đó. Có giá là 6.500.000. 6.500.000 nha bà con, cây này qua nhạo hết trơn bà con ơi. Rồi 6.500.000. Đây nè. Hồi kéo dẹp. Tới cây này ha. Rồi cây này là cây sộp đọt đỏ nha bà con. Cây sộp đọt đỏ. Nó có mấy cái lỗ này nó vô nó có lóng tay nha bà con, mà nó đá trơn rồi, sành hết trơn, không có hư hao gì nữa nha bà con. Đó, bệ đế thì rất đẹp nè bà con ơi, cây sộp có cây tử luôn. Đó, cây sộp. Sộp đọt đỏ nha bà con. Đó, tổng cái chiều cao nó là 565. Mình thân đo vị trí này đi. Dính tùm lum hết trơn. Rồi cái này hoành thân này nó 52, tính 50 đi bà con ơi, nó gối ven hết trơn nè. Nó 50 đi. Đế nhiêu bầu nhiêu nha bà con. Rồi 150 bà con ơi, hết thức dây. Đó, bầu tròn do, đế tròn do. Rồi cây sộp. Cây sộp mã số 13 có giá là 2 triệu. 2 triệu luôn bà con ơi, rồi xuống luôn. Rồi cây khế mẹ bồng con nha bà con, bà con đây nè, nó liền khừ qua đây hết trơn rồi, nó không có còn hở hang gì hết trơn nha, liền hết trơn đó. Cây khế chua, mấy cây này giao lưu toàn quốc nha bà con, bao ship giao lưu toàn quốc luôn. Chiều cao nó là 50 55. Hoành thân vị trí này đi. Mũi nó đóng lên. Hoành thân vị trí này là 79. Xuống cái bệ dưới này đi. Là 109.
vậy thôi đi. Rồi cây khế chua này có giá là 1.800.000 luôn mà con ơi, bao ship toàn quốc luôn. Cây này nặng khủng luôn nha, cây này chà bá 1.800.000. Tới cây nào nữa? Vâng. Đó, tới. Tới cây này là cây khế này cũng như con thú nằm như nha bà con. Hai giò nè, hai giò sao nè, đó như con thú rồi, cây này già lắm rồi nha bà con. Đó, chơi cái dáng bay đi bà con ơi, cái này mình cắt theo cây bay nha bà con. Rồi tổng cái chiều bay nó đi. Chiều bay ra tới cái thân này đi là 40. Ừ. Này không biết đo làm sao, giờ đo cây cúc. Chính cái nó chỗ này bự hơn chút xíu đi. Đo chỗ này đó là 26. Để mình đo chùm gì nha bà con. Chùm qua tới đây, từ bên đây qua tới bên đây gì nha bà con. Đó, tới đây thôi. Là nó 33. Đó. Rồi vậy đó, ra 33 đó. Rồi cây số 15, cây khế gân. Nó giá là cũng 2.500.000 luôn. Đó, cây này bà con coi chơi đẹp nha bà con. 2.500.000 luôn. Rồi cây này, cây khế này là quái dữ lắm nha bà con. Đó, có độc nhất vô nhị nè, hiếm có nha bà con. Cây này quái dữ dằn nha bà con. Nó dính liền hết trơn rồi nha bà con, không có gợi gợt gì hết trơn nha. Nó liền hết trơn rồi. Cây nào nó cũng ăn nhau hết trơn, nó liền hết trơn rồi, không có gợi gợt cây nào hết trơn á. Đó, cây này cây quái dữ dằn nha bà con. À, con xem nha. Rồi không biết đo làm sao, cây này không biết đo làm sao, giờ không biết nữa. Ê, cây này là 64, chiều cao 64. Này bay gì đi chứ không biết sao, giờ không biết nữa. Cây này nó là 61 đó. Đừng kính bầu, cây này ngộ quá. 65 đo cây bự. Ô, cây bự nó là 41. Cây bự 41 nha bà con. Rồi cây nhỏ, cây kế bên, bên là nó 34 gần 35, tính 34 đi. Đó, nó liền khừ hết trơn rồi nha bà con, không có gợi gợt gì hết trơn nha, nó ăn với nhau hết trơn, liền hết trơn rồi đó. Rồi cây khế gân già dữ lắm luôn nha bà con, mà cái này bầu cát nhưng mà nó rễ nó dữ lắm, nó cứng ngắc nha bà con. Cây số 16. Rồi cây số 16 này có giá là 12 triệu bà con ơi. Mình bao ship toàn quốc luôn. Đó bà con coi kỹ nha, cây này rất là già, già dữ lắm luôn. Quái dữ lắm, quái luôn á. Rồi 12 triệu đồng. Để đang ship sẵn. Rồi chưa còn cái nào nữa. Cái này hả? Rồi giấy. Rồi cây này là một cây sắt pháo nha bà con, cây qua giấy sắt pháo nha. Đó. Cây này nặng dữ lắm bà con ơi, cũng nặng lắm nha. Mà cây này nó cũng dị thụ quái lắm nha bà con, để nói cái quái cho bà con tham khảo nha. Đây là cây mai nha bà con. Nó ăn nó dính đâu hồi lúc nhỏ gì đâu bà con ơi, cây này cỡ 20 hoành á. Chỗ này 20 nè. Đó, cây này cây mai nha bà con, cây này cây sắt pháo nha, đó nó quái gì chỗ đó đó. Đó. Quái gì nè. Qua giấy sắt pháo. Rồi cái chiều cao nó tầm cỡ 1m7. 1m7, 1m8 bà con ơi, 1m8 ạ. Đo tách rời nghe nha bà con, không có ấy nha, đo xuống đây đi. Rồi nó 40 hoành. Đó 40. Cái củ đó, củ đặc đó nó coi.
Cú đặt nó là 100. Đây, quay cho bà con thấy nè, 100 luôn đó. Cú đặt luôn 100 luôn. Đó. Rồi cây sắt pháo. Đây có hai cái lỗ nha bà con, đây lỗ. Đây lỗ nó liền nhau, nó chỗ qua đây luôn. Ở đây nó chỗ ở đây luôn. Nếu mà bà con muốn chám á, về mình pha keo mình chám lại cho bà con luôn cũng được. Hai lỗ coi, chỉ có hai lỗ này thôi, còn mấy lỗ kia là nó không có ăn sâu quá, nó sạm sạm ngoài thôi. Đó. Rồi cây sắt pháo này là mã số 17 này có giá là 5 triệu bà con ơi, 5 triệu. Rồi cho nó xuống, nó dựa vô đó luôn. Rồi số 18 cũng là cây cơm nguội luôn nha bà con, cây này cây hình thú nha bà con. Nếu bà con lấy cái này làm cái đuôi, cái này dựng đỉnh, cái này quấn cái chi và làm bay ra cũng được đó. Rồi cây này cây cơm nguội bà con ơi, cây này cũng đẹp nha bà con. Rồi cái chiều cao nó là từ đây đến đây là có 21 và bà con ơi, chiều cao rất cái với mình con thú dài ra tới đây là được 30. Tổng cái cục này của nó coi con mi hết chân mình nó là được 60. 61 đến 60 đi. Đường kính bầu dài nhất là nó 43. Đó, nguyên con thú nằm nha bà con. Đó, thú nằm nha, cây cơm nguội nha. Rồi cây cơm nguội này có giá là 1.500.000. Rồi mấy cây này bao ship toàn quốc hết nha bà con. Địa chỉ mình là ấp Thịnh Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0794341604, cũng là Zalo luôn. Cũng chân thành cảm ơn quý bà con bấy lâu nay đã ủng hộ kênh và ủng hộ mình. Mình xin thành thật cảm ơn quý bà con và xin chào quý bà con luôn.